Ok, yo, what's up? Chào mừng các bạn trẻ trở lại channel của Mạnh Cường. Thì như đã hứa, hôm nay sẽ lên cho anh em một quả kèo siêu phẩm mà có nghĩa là anh em chỉ được xem một lần ở trong đời thôi. Nâng max kỹ năng SP cho hai siêu phẩm của chúng ta, đó là Enen và Luffy. Mà sẽ cố gắng nâng max kỹ năng SP cho cả hai con nha anh em nhá. Nhiệm vụ 65 tướng đã sẵn sàng, food đã sẵn sàng anh em ạ. Mong là tôi nhân phẩm của tôi ngày hôm nay là sẽ là đủ. Let's get. Ok, trước khi vào đầu quý thì chúng ta sẽ đến với một con game đánh bài siêu hay khổng lồ. Con game đánh bài Kawin hay nhất 2023, chơi cực kỳ dễ trúng thưởng anh em ạ. Và hiện tại đã có thêm một cái ưu đãi nữa. À, anh em tham gia, anh em like và đăng ký kênh, tham gia nhóm của Minh Kiều. À, tham gia nhóm mà tôi để ở dưới cái mô tả. Cái video này thì chúng ta sẽ nhận được một gift code nhá. Nhớ là bảo bạn fan fan kênh của anh Kiều sang nhá. Fan kênh của anh Kiều sang sẽ nhận được một code 20k. Tôi link nhóm mà tôi sẽ để ở dưới cái mô tả bình luận để cho anh em chiến thử nhá. Đó là hàng ngày này. Sự kiện chia sẻ hàng ngày nhận 3k. Hôm nay sẽ có thêm ưu đãi nữa cho những fan của anh Kiều nhá. Đổi thưởng uy tín này. Về anh em có thể add được rất nhiều tài khoản banh, lịch sử đổi thành công rất nhiều luôn. Hiện tại vốn là 29m mà sẽ đi test cho VIP Club này. Chúng ta có thể xem tham gia hoạt động VIP Club này. Hiện tại tớ đang là VIP 3 đặc quyền, khi đặt là bạn sẽ nhận được phần thưởng lên tới 266k. Đăng nhật số ngày cố định nhận thưởng sẽ là 56k này. Bạn có thể nhận thưởng thêm 5% ở sự kiện rung cây tiền. Đây cây tiền đây, rung thử cho anh em này. Chặt, hiện tại không đủ à? Nhận này. À, đây là rung cây tiền anh em ạ. Cây vàng, cây bạc. Mini game sổ số 3D. Ok, bây giờ tôi sẽ đi chiến thử con game. Đây có nhiều game lắm, bắn cá sắp đĩa này, bắn cá nổ hũ này. Tôi vẫn trung thành với quả kèo xỉu tài anh em ạ. Xỉu nhà bà tài, mình đi vào làm tí đã. Game cực kỳ hay anh em ạ. Thì đăng ký cực kỳ dễ luôn, cần mỗi số điện thoại thôi. Và chúng ta có thể bắn được con game này rồi. Xỉu một mờ cho nó khét. Vào. Tài à, ấy à, căng nhà. Đi thêm tiếng nữa nào. Người ta bảo là ngã gấp ở đâu thì chúng ta phải gấp đôi ở đấy. Rồi, xem cầu đã. Đánh không gấp đâu. Vận tài à. Cầu này à. Từ, cầu này tôi bỏ anh em ơi. Tiếng này tôi xin phép bỏ. Vận tài cơ. Ô xỉu được này. Hay thế nhỉ. Tiếng vừa rồi 17m vào tài vẫn vào xỉu được. Đây anh em nhìn tôi vải thế này à. Ngã ở đâu chúng ta phải gấp đôi đấy nhá. Ngã ở đâu phải gấp đôi đấy nhá. Anh em có thể đánh nhẹ nhàng, tôi không thích nhẹ nhàng lắm. Vào vụt 2m luôn. Xịt hộ. Làm sao mà xịt được. Đấy cái gì chưa. Quá dễ chơi luôn. Làm 2, làm 4m là làm 2m nhẹ nhàng luôn. Vẫn đang là cá cược à. Ok, như vậy là đã xong con game siêu hot rồi. À quên, chưa giới thiệu cho anh em mình thích nạp tiền thì cực kỳ uy tín và nhẹ nhàng, cộng gặp thẻ cào Momo, Zalo Pay, Viettel, We Are Banking, Internet Banking rất dễ anh em ạ. Anh em nào muốn chơi con game này thì có thể tại vì tài trí với Minh Kèo nhá. Link mô tả tôi sẽ để ở dưới bình luận này và nhớ tham gia nhóm mà tôi gửi ở dưới bình luận để nhận code miễn phí nhá. Ok, anh em tiếc gì một like và một đăng ký kênh cho một cái siêu phẩm như thế này. Ok, là hôm trước là tôi đã te gửi đến cho anh em qua chứ. Cái clip mà test sự kiện trước 6 phút trước giờ và cái kết ấy thì vẫn không chưa đủ anh em nhá. Chưa đủ một tí nào luôn. Chúng ta vẫn chưa đủ. Rồi luôn Zoro Onigashima. Mở một nháy này đã. Rồi luôn, giờ chúng ta sẽ vào refresh. À con này cứ 5 sao để lại. Làm một hai nháy nào. 1 2 thôi. Crop cut à. Hôm nay sẽ phải đi xả vét sạch sẽ. Cạn phút không còn một cái gì ở trên cái cuộc đời này anh em nhá. Let's get it này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi xả đống này đã. Ui, nhưng mà tôi nghĩ lần này cũng là cả khê. Hôm nay sẽ ưu tiên nâng max kỹ năng SP cho Luffy Inferno trước anh em nhá. 107 con à. Rồi luôn tứ hoàng. Đừng ra những con tứ hoàng ngon nhá, tôi xin đấy. Tôi là tôi không cần tứ hoàng ngon anh em ạ. À, hãy ra những con tứ hoàng loại. Ối giời ơi Katakuri. Ối giời cờ đốc cớt. Cờ đốc cớt là khả năng là để lại sau này ép đây. Cờ đốc cớt này. Tướng thường mà 11 sao mình có mỗi con Sengoku thôi anh em ạ. Đây rồi, tứ hoàng khá nhiều đấy. Bố này. Rồi luôn toàn tứ hoàng lỏ. Ok, rất là hay. Tôi không cần tứ hoàng xịn anh em ạ. Những cái ngưỡng như Rayza với xanh thần tị là tôi không cần nhá. Rồi, này nó sẽ sau khi vụt hết này. Từ từ chúng ta sẽ ép dần đã. Bây giờ tôi sẽ đi nâng Luffy in Luffy lên 11 sao đã trước đã anh em nhá. À không, trước đó mình sẽ phải đi ép Mama trước. Tôi phải sẽ phải đi nâng Mama lên 9 điểm kỹ năng SP trước anh em nhá. Let's get it. Mama chúng ta cần con 3 con tứ hoàng và một con 7 sao vô này. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị nhanh phút của Mama để không làm mất thời gian của anh em nhá. Let's get it. Quên. Chúng ta sẽ phải xả thêm phút tứ hoàng nữa. Nếu không thì sẽ không đủ để nâng Mama anh em ạ. Ấy giời ơi, được lắm. Rồi, rất nhiều
Tứ hoàng lọ, rất là nhiều tứ hoàng lọ. Chết rồi, tứ hoàng tinh anh ra nắm con ngon này. Cờ đốc cướp này là khả năng là đủ rồi đấy. Cờ đốc cướp khả năng là đủ rồi đây anh em ạ. Rồi tứ hoàng nó phải xả cho bằng sạch. Chúng ta sẽ đi nhận nhiệm vụ 65 tướng trước này. Nhận nhiệm vụ 65 tướng. Rồi luôn, một mắc hai vòng luôn chứ còn gì nữa. Quá chắc chắn là mắc hai vòng anh em ạ. Một này. Ok. Bây giờ tôi sẽ đi nâng mắc tứ hoàng trước anh em nhá. Mắc tứ hoàng trước này. Mắc tứ hoàng trước, hải quân có mỗi con rồi. Mắc tứ hoàng trước Marco này. 1 2 3 qua Marco lên 6 sao này. Young Rayleigh này. Ui phút của Young Rayleigh lại là con này à. Hay thế nhỉ. Tứ hoàng à, chúng ta còn 64 vé quay lốt. Rồi luôn, Việt Comodia. Để lấy những cái phút tứ hoàng 3-4 sao anh em ạ. Rồi luôn, double kill cho Lomat. Ác thế nhờ, nhân phẩm ác. Ây giời ơi, phát cuối. Ây giời ơi, phát cuối. Ây giời, tứ hoàng. Ây giời ơi, tôi thấy là nhân phẩm ngày hôm nay đã bắt đầu có dấu hiệu rồi đấy anh em ạ. Có điểm báo rồi đấy. Nhấu nhờ. 1, 2, 3, ok. Ép Vista trước cho Young, cho Rayza này. Rayza được con nữa cơ. Để xem Vista, Vista không đủ phút luôn rồi anh em ạ. Vista không đủ phút cơ. Katakuri này. Hôm nay chúng ta sẽ phải sử dụng đến những cái con này đấy. Katakuri là rồi đủ 3 con phút tứ hoàng 6 rồi. Bây giờ sẽ liếm nhanh phút nhá. Ok anh em, sau một hồi vật lộn thì chúng ta đã có đủ phút cho Mama anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ đi tiến hành ép cho Mama, nhưng khả năng hôm nay thiếu phút tứ hoàng 8 sao để ép Luffy rồi. Chúng ta sẽ ép cho Mama trước anh em nhá, lên 9 điểm kỹ năng SP đây. Đang ở 6 này. Đây, tôi có công thức bảng này nhá, anh em nào mà chưa tải nhớ tải về nhá. Dựa trên công thức bảng này thì được, nó là cực kỳ ngon đấy. 1, 2, 3 này. Một con hero 7 sao này. Đây, từ 5 đến 6 sao chúng ta cần 3 phút 6 và 1 phút 7 lên. Tiếp, từ 6 đến 7 sao lại cần 3 phút 6 nữa này. 2 phút 7 này. Từ 6 đến 7 sao nhá, lên. Từ 7 đến 8 sao cần 1 mama, ôi thì chết rồi. Lại cần ôi mama mình chưa xả anh em ạ, thôi hỏng. Hỏng chó, còn ép hai con mama nữa, hai con mama nữa. Không sao, may quá, đang còn phút hải quân. Khề nhờ. Ui cái lượng phút này tôi nói là lớn anh em ạ. Lượng phút mất đi tôi nghĩ là lớn đấy. Một này. Hai này. Đây chúng ta sẽ ép hai con mama lên nhá. Rồi một này. Hai này. Giờ, chọn nhầm tứ hoàng là chết đấy anh em ạ. Chọn nhầm tứ hoàng là gãy đấy. Phút tứ hoàng bây giờ tính trên đầu ngón chân ạ. Ok bây giờ chúng ta sẽ đi nâng này. À đến xem trong viễn trinh còn nhận được cái gì không. Bây giờ ơi nịt. Rồi chúng ta tiếp tục trận đấu này. Tứ hoàng này, Big Mom này. Tiếp tục này, một con tứ hoàng Big Mom này. 4 con phút 6 này. Úi giời, tí nhầm. 4 con phút 6 và 1 con phút 8 này. 4 con phút 6 và 1 phút 8 lên từ 7 lên 8 sao này. Rồi. Từ 8 đến 9 sao này, một con Big Mom này. Một con hero 8 sao tứ hoàng ạ. Và hai con hero 8 sao. Ô mình thiếu một con hero 8 sao à? Thiếu à. Mình nhớ mình có con con này lên 9 sao đã. Thiếu một con hero ấy à. Căng nhờ, thế là mình chơi hải quân rồi. 2 3. Đồ đốc này. Bây giờ căng đấy, các bác ạ, à, căng đây.
căng đấy nhá. Thì hôm nay khả năng là khê này. Hôm nay khả năng là ô tô khê này anh em ơi. Tôi đã nhìn thấy cái mùi ô tô khê đây rồi đấy. Tiếp rồi. Từ 8 đến 9 sao này, 8 đến 9 sao 1 này. Đấy, chết đói, đã ép đâu. Quên các bác ạ. À. Quên ép. Nhồi luôn 1 2 3 4. Ui rồi. Ui rồi. Ôi. Anh em nhìn thấy cái lượng phút luôn. Nó có hao cơm tốn của không? Đây ở 8 đến 9 sao này. À ở 8 đến 9 sao một big mom này, hai con tư. Lên. Rồi 9 10 sao bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho Luffy Inferno nhá. Nó sẽ chỉ ép con big mom này lên 9 sao kỹ năng SP thôi. Bây giờ tôi sẽ đi tôi cũng đã ép Luffy Inferno đâu. Này ấy. Nâng Luffy Inferno lên đã. Khô máu Inferno, mắc kỹ năng hôm nay khả năng chỉ mắc là kỹ năng SP của Inferno thôi anh em ơi. Cố lên. Inferno chúng tôi này quá kinh. Đây là lần thứ 2 mình ép Inferno rồi anh em ạ, lần thứ 2 ép Inferno nha, quá đẳng cấp này. Dã man tí nhựa. Inferno 9 đến 10 sao. À. Cần một Inferno 6. Và cuối cùng chúng cần hai copy của Inferno nữa mà nhờ. Vừa mình mở được có 4 con Luffy Inferno. Đến xem trước khóa có. Phải có nhá. Ở đây đúng rồi, đúng rồi. Khóa hai con nữa. Lóc. Lóc cái. Khóa tạm hai con nha bạn. Hôm nay lấy hôm nay sẽ lấy tạm hai con thôi. Mày quá. Đây, nốt bố này lên. Ivan Cope này. Ui dồi, hết nhẵn phút anh em ạ. Không còn một tí gì luôn. Quá ảo diệu. Quá vương giả vi diệu anh em ạ. Quá là vương giả vinh diệu đi. Nen ơi. Nen hỡi, đâu rồi. Công phí Inferno lên 11 sao đây là anh em ơi. Hai con 9 sao nhá. Hai con 9 sao này. À, này, 2 con 9 sao hệ thường á, mỗi con một hệ đi. Nhìn cho nó. Giây phút cuối cùng đã đến, tôi đã sở hữu Inferno 11 sao anh em ơi. Inferno 11 sao này, bây giờ tôi sẽ đi chuyển kỹ năng SP của Mama cho Inferno này. Chuyển kỹ năng SP của Mama cho Inferno. Một like, một đăng ký kênh như quả kèo này chứ còn gì nữa. 160. Đến xem mình có bao nhiêu đá nhỉ. Ôi mới 160 viên cơ. Tôi tưởng là 140 viên chứ nhở. Tôi tưởng là mất 140 viên chứ nhở. Sao lại mất đến 160 viên nhở. Đây là Mama đang có 9 điểm kỹ năng SP. 9 điểm kỹ năng SP. Đâu gáp của mình đang có bao nhiêu điểm kỹ năng SP đây. Gáp của mình mới có 8 điểm kỹ năng SP. Bây giờ muốn nâng thêm một con gáp nữa. Mất một con gáp 6 anh em ạ. Thế là chuẩn bài rồi. 1-2 con mắc cuối này. Thế là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Rồi đến 9 điểm kỹ năng HP mất 160 đá cơ mà. Hợp lý. Chết rồi, thế thiếu đá đen à. Ok, run quá anh em ơi. Úi dài ơi, ma với chúng tôi này. Còn cái nịt. Rồi, Inferno của chúng ta rồi. Chúng ta có 3 viên đá Inferno nữa anh em nhá. 4 điểm kỹ năng SP là để xem nào. Con Inferno này sẽ phải mắc cái nội tại này trước là. Cứ 2244 đã. Cứ 2244 là vã đã anh em ơi. Cứ 2244 mà vã trước đã. Cứ 2244 mà vã trước đã. Xem nào. Bây giờ chúng ta muốn ép thêm kỹ năng cho Inferno đấy thì hơi khê nhờ. Một con phút tứ hoàng 8 và ba con phút tứ con phút 8 nữa. Ái chà. Cá khê nhờ.
Hôm trước là chót đóng vào phút của Enen rồi. Đâm ra là cá khê anh em ạ. Bây giờ chúng ta là hết nhãn phút. Thôi đằng nào cũng thêm một điểm kỹ năng SP cuối thì cũng không giải quyết được vấn đề gì anh em ạ. Tạm thời hôm nay là sẽ dừng lại ở cái quả kèo là 2244 nhá. Còn quả kèo mắc kỹ năng SP cho con Enen nữa thì chúng ta sẽ phải chờ nhá. Chờ là chờ phút và chờ đá. Khề thế nhỉ. Chờ có 13 viên đá thôi. Đá đỏ thì tôi nghĩ là phát 1. Đá đỏ thì tôi nghĩ là phát 1 thôi. 1 2 3. Đá đỏ là tôi nghĩ là phát 1 thôi, nhưng mà đợi phút đâu xem nào. Enen bây giờ chúng ta còn thiếu rất nhiều phút anh em ạ. Nâng Enen từ 0 đến ui giời. Cái chỗ này thì đủ cho Kozuki Oden rồi này. Cái chỗ này thì chắc là đủ cho Oden. Đâu rồi, Oden đâu rồi? Kozuki Oden của tôi đâu rồi? Ok. Đây. Chỗ này khả năng là đủ cho Oden rồi. 1 2 1 thứ hoàng 9. Ôi giời, Oden thì thoải mái, Oden mắc kỹ năng SP thoải mái anh em ạ. Nhưng mà chúng ta sẽ phải đợi 40 phút này phải để cho Enen nhai trước và thêm 7 con phút 6 sao hệ tứ hoàng nữa. Ui thì phải mất một tuần đấy. Ghê thế nhờ. Con cá khê đấy anh em ạ, nhìn xem có cái gói. Cái gói nào gọi là nó bán tướng 6 sao không nhỉ? Nó phải quay tướng gói ép nhỉ. Thôi. Bây giờ tôi sẽ phải đi build Inferno trước anh em ạ. Để yên xem với cái sự góp mặt của Inferno ấy thì chúng ta sẽ chơi được cái team nào cho Sanji mắc đây cho Sanji. Bây giờ tôi sẽ đi build Inferno và đấm anh em nha. Let's get it này. Để xếp ra đội hình nha, tôi phải xây dựng cái đội hình trước đã. Xây dựng cái đội hình trước đã. Theo anh em là đội hình như thế nào thì ổn cho Inferno nào. Đây con này. Enen chúng ta chưa có là mấy cá khê gì. Inferno thì cho 3 ghi vào. Thực ra thì chỉ để cho đẹp. 3 ghi. Thế giờ để đội hình như thế này chứ. Đấy, ba khơi. Ba ghi. Đây, đây. Roger để Uta để đây. Chúng ta sẽ có một cái đội hình như thế này. Bây giờ tôi sẽ xây dựng con Inferno này lên anh em nhé. Let's get it. Ok anh em, chúng ta sẽ lập một team đánh boss Rayza trước nhá. Đây với Inferno của chúng ta, bây tôi sẽ ép thêm một điểm Haki level 2 nữa cho Inferno này. Và đang chơi tạm bộ lãnh đạo thần bí anh em ạ. Chơi tạm bộ full dam này ấy nhá. Hiện tại là chưa build được quá mắc bệnh a cái này nữa, chúng ta sẽ phải tháo tạm của con nào. Ngon đòn ăn nào. Rồi. Xanh là mắc rồi. Chúng ta sẽ phải tháo tạm tôi sẽ mặc tạm cho Luffy cái bộ này đi. Luffy cũng không cần quá nhiều máu anh em ạ. Ok. Sẽ mặc tạm cho Luffy cái bộ này để Luffy đấm đi. Luffy Inferno của chúng ta bao nhiêu lực chiến rồi? 2.800.000 lực chiến. 2.800.000 lực chiến anh em nhá. Đây là Roger đây. Ok, chúng ta sẽ đi vào đấm boss luôn anh em này. Test đấm boss nha, hiện tại là Luffy đang là 2244. Xem các anh tài đấm nào. Lần đầu tiên kết hợp xanh với Luffy anh em nhé. Đây rồi Luffy. Chơi đội hình này. Hộ. Phải chơi Uta anh em ạ. Chúng ta phải chơi Uta nhá. Sao có 13.850.000 nhờ. Sai đâu nhờ. À đúng rồi. Uta yếu anh em ạ. Uta của chúng ta yếu nhá. Xem là 14 triệu hơn tí. À mình sẽ cho Inferno vào đó. Đúng rồi. Nếu mà bỏ Uta ra thay 3 ghi vào thì lên mực 13.700.000 đúng rồi. Còn Luffy của mình vẫn đang tôi bị check choác lại lần cuối anh em ạ. Trước khi xuất phát anh phải xuất phát lại đến cuối là đồ là rồi xò là xò có xanh nhỉ. Tôi nghĩ là có những con ngon hơn chứ nhờ. Dam hiện tại có Yamili. Thế thôi. Sanji đổi tạm bộ Sanji cho lù anh em ạ. Sanji làm gì có tuổi đa mấy lù. Đây, tí chúng ta sẽ mặc lại cho Sanji nhá. Rồi luôn, tí nữa vào PvP chúng ta sẽ phải build cho Sanji attack cao nhất. Còn bây giờ là ai attack cao nhất cũng không quan trọng vì chúng ta đã sở hữu mình Uta rồi anh em ạ. Uta rồi. Uta để tôi khóa mõm mấy con này lại. Tôi sẽ phải khóa mõm mấy con này lại. Đây rồi, Luffy Inferno, Uta. Vút.
vút anh em này. Lần đầu tiên kết hợp Luffy Inferno với cả Xanh Thần Tị đây. Mang Luffy Inferno kết hợp với Xanh Thần Tị Red Hair. Xanh Thần Tị Red Hair 39 triệu này. Dư ơi, nháy nữa này. 24 cổ. Team mình đang khá thiếu trừ thủ anh em ạ. À đâu, cũng không hẳn là thiếu trừ thủ đâu. Có Roger trừ thủ rồi. Có Xanh trừ thủ, có Sanji trừ thủ, không thiếu anh em nhá. Không quá thiếu đâu. Roger vừa rồi là không có một pha liên kích cho mình nhá. Khóa phát này, Uta khóa dính phát một. Nếu mà không có Uta khả năng là chúng ta sẽ khê với cái con này em ạ. Đây, Sanji bắt đầu trừ thủ nhá. Trừ thủ rồi, Inferno và Xanh nhồi vào xem nào. Inferno và Xanh nhồi vào. 87.3 triệu. Bật gear 4, à gear 5 đấm tiếp. Ui giời, đang hóng chờ cái quả skin của gear 5 về Nhật. 91 triệu là nhà mới. Để xem, ui không có liên kích, liên kích mỗi level 2, cày thế nhỉ. 126 triệu này. 126 cụ quài này. Tôi đang đeo cái Haki mất máu cho Luffy. Ui 211 triệu không có liên kích ạ. Round 1 đã 211 triệu rồi. Ok, chúng ta sẽ đi nhanh vào các round sâu nhá anh em. À, từ từ, đến xem đấm phát gear 4, à gear 5 phát ra nội tại phát anh em ơi. 54 triệu sau khi đã trừ thủ há cả mõm này. 86 triệu. Ui giời ơi, đấm nhiệt thế anh em ạ. Ui giời ơi. Come on, Bazooka. Ôi giời ơi. Đau chưa? Đau chưa? Mới liên kích em 2 mà liên kích liên tục anh em ạ. Xanh này, Xanh kết hợp với Luffy để xem hôm nay chúng ta có được 20 tội hay là không anh em nha. Rồi chém Luffy đi. Và chúng ta sẽ đến round tiếp theo nhá. Ok anh em, chúng ta sẽ vào round 22 nhá. Round này là một trong những round mà lại thể hiện lượng sát thương khủng của tất cả các người chơi đây, đang cộng 220% a đạch. Nếu mà anh em nào chơi bên server EU mà bị con Ray dài nó chém chết đấy thì chúng ta hãy thử sử dụng con Uta nha. Tôi đã sử dụng con Uta rất hiệu quả luôn. Và nếu mà bỏ Uta ra thì chắc chắn là bị chém chết. Tôi cũng không để ý đấy, nhưng mà Luffy nó có khả năng trừ thủ 60% anh em ạ. À, để xem Luffy đấm nhá. Inferno. Luffy có khả năng trừ thủ 60%, 191 triệu. Hiện tại mới đang là 2244 anh em nhá. Tôi đang sở hữu hai con vua đảo quỷ, đó là Xanh Thần Tị Red Hair và Luffy Inferno thức tỉnh gear 5 anh em ạ. À, quá kinh khủng. Anh em nhìn Luffy Inferno đấm vào đảo in đảo quỷ kết hợp xanh như thế nào. Không biết là tí liệu có được 15-20 tỷ không nhỉ. 15-20 tỷ không. Cứ kết Temio 175 triệu này. Liên kết 400 triệu. Nhiều. 289 à. Ừ không, thôi toài rồi, đen rồi. Đen rồi anh em ơi. Đen. Đây Lù đang trừ Ray ra 60% thủ. Rồi tí ra xem sao nhá. Rồi xem Lù đấm Inferno đã. À đấm thức tỉnh kia nằm đã. Bazooka 260 triệu anh em nhìn lượng đam chưa. Liên kích này mới ép lên kích level 2 thôi. Nhưng mà con này Lù ấy nó nhảy liên tục. Đây. Con này đang bị trừ thủ 3 lần đến từ 3 khiên này. Ba cái khiên này 632 triệu ạ. Úi giời ơi, lượng đam của con Rayza kìa. Lượng đam của con Rayza kìa. Quá là dị nhân anh em ạ. Hiệp đấy. 38 thường. 38 triệu đấm thường này. Hiện tại là Luffy của tôi chưa build được Mắc Minh. Úi giời ơi, phản kích 700 triệu. À, thế nhờ. Vẫn chưa test được Haki phản đam cho Luffy. Tôi hiện tại là chưa qua Haki phản đam anh em ạ. Nếu như trong đánh boss này ấy, mà chúng ta sở hữu như một con búp ấy thì tôi nghĩ là cái Haki mất máu không hiệu quả. Vì anh em nhìn thấy Luffy này nó được con Uta hồi máu liên tục đấm 100 triệu này. Xanh 90 triệu. Ui Luffy đấm khỏe hơn Xanh cơ. Luffy đấm khỏe hơn cả Xanh cơ à. Ghê đấy. Ghê đấy nha mạ, trong khi Xanh 15 FP. 120 triệu từ Roger là ý giời. Trận này không biết là có được 20 tỷ không. Nhưng mà chắc là không được đâu, nhưng mà tôi đoán là chắc không được 20 tỷ đâu, chắc là gì tầm 15 tỷ là đứt xích rồi. Tầm 15 tỷ đâu. Uta này, nhân tố Inferno phải nói là quá toàn diện.
nó đi được cả bot lẫn PvP nhá, nó khác hoàn toàn so với xanh. Xanh chỉ đi được bot thôi, anh PvP yếu siêu luôn. Hiện tại meta hiện tại là yếu siêu. Còn đâu Luffy Inferno nó đi cả bot khỏe, đi cả PvP khỏe. Cả PvE, cả PvP được khỏe 189 triệu này. Zonoto. Gomonamoto Bazooka 197 triệu này, liên kích này. Đấy, anh em nhìn ra liên kích này mà 2 mà lại nhảy liên tục. Xin phép là nhảy liên tục ạ. Xanh thần tị Red Hair. Ừ, cái tài biểu 181, ôi xanh trận này mình thấy đam hơi đuối nhá. Xanh trận này nổ đam hơi đuối nhá. 300 triệu này, ui giời. Ui không có liên kích kìa. Chết tôi rồi. Cái này là lượng sát thương khá thấp đây anh em ạ. Nếu mà xanh không có liên kích này thì round đầu tiên thì của chúng ta lượng sát thương khá thấp lên 159 triệu. Liên kích này. Inferno trận này nó dẹp hết rồi. Dẹp loạn đá quỷ đây anh em ạ. Úi giời ơi, sát thương kìa. Không có liên kích à. Đấy 181 triệu đấy, xanh nó phải chém nổ cũng không có liên kích. Đen thế nhờ. Cái trận này là khê rồi, trận này không có liên kích ở đây đen rồi. Chúng ta chuẩn bị vào round thứ 30 để xem cái lượng sát thương cực đại cộng 300% attack đến từ các người chơi nhá. Đến từ các dân chơi xem như thế nào. Ui giời ơi, ông xanh bây giờ mới liên kích. Chết rồi. Bây giờ mới liên kích là cá ươn đấy. Roger đang có nốt nhạc này, Luffy có nốt nhạc này, xanh có nốt nhạc này. Búp đúng những người cần búp đấy, gãi đúng chỗ những cái chỗ cần ngứa. À, gãi những cái chỗ cần gãi đấy mà. Xanh chấm thường thua Luffy này. Xanh chấm thường Luffy này, nhà làng nước ơi. Xanh chấm thường thua Luffy anh em nhá. Hiện tại Luffy tôi đang chơi cho nó là cái Haki. Haki đồng xu nguyên rủa của Sanji anh em ạ. Tí tôi sẽ test ở trong PvP cái Haki đồng xu nguyên rủa cho Luffy, vì hiện tại tôi chưa có Haki gì để chơi Luffy cả. Súng thì tôi sẽ có thể test súng đúng không? Có thể test súng nhưng mà ở đấy tôi sẽ cân đối nha. Làm sao cho phải cho Sanji có lượng attack cao nhất anh em ạ. Thì mới khả năng sống sót khi tôi đang chơi với anh em. Thiếu phút nó mày nhỏ chứ copy có việc cũng hết rồi, 75 triệu là. Đúng rồi, liên kích mạnh vào. Rao cuối là tất cả đều phải liên kích, nếu mà một ông nào đó không có liên kích thì là cá khê. Tốc Black 220 triệu một đấm rồi, chắc chắn đấm Nghĩa Nam. Chắc chắn đấm Nghĩa Nam anh em ơi, bật Haki Bá Vương đấm Nghĩa Nam. Trong đội hình của tôi hiện tại đang sở hữu 3 người có Haki Bá Vương cực khủng, đó là Xanh, Luffy và... Ui, không có liên kích kìa. Gì đấy, gì đấy. Gì đấy các bạn ơi, round cuối lại không có liên kích thế. Ui giời ơi, round cuối không có liên kích 16 tỷ anh em ơi. Round cuối không liên kích 7 tỷ. Ui, đam của Luffy còn to hơn cả Xanh ạ. À, ác thế nhờ. Ê ui, đam Luffy to hơn Xanh anh em ơi. Cái gì đây? Để tôi xem lại, Xanh tôi đã lấy đồ Zoro chưa nhờ? Ờ, Xanh tôi lấy đồ Zoro này. Lấy rồi anh em ạ, lấy rồi nhá, lấy rồi nhá. Xin phép mà lấy rồi, đá à. Lấy nốt rồi này. Ủa, Luffy đam to hơn cả Xanh anh em ơi. 7 tỷ. Chúng ta sẽ đi skip nào. Đi skip nhanh nào. Vừa nãy là bị đen nhá. Vừa nãy là bị đen liên kích. Vẫn 16 tỷ này. Rồi Luffy vẫn đam to hơn Xanh. À thế nhờ. Luffy giờ xin phép đam vẫn to hơn Xanh. Đen liên kích chứ nhờ. Thật sự nếu mà không đen liên kích thì anh em biết rồi đấy. Ui, chỉ tầm này thôi. Đi tầm này thôi anh em ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ đi build team đấm PvP một trận cho anh em nha. Let's get. Ok anh em, xong một hồi build xong chúng ta sẽ có một team như thế này. Luffy, Inferno, Ryokuhyu, Roger và Sanji. Và tôi đã phải bỏ rất nhiều đồ của Roger ra để có lượng attack tối giản, để sao cho Sanji của chúng ta có lượng attack cao nhất nha. Chơi khá kham khổ. Bây giờ tôi sẽ đi test với top 1 server luôn cho nó khét anh em ạ. Top 1 server Good Team Ohio 18.300.000 lực chiến, hơn tôi 4.300.000 lực chiến, 4.400.000 lực chiến. Nhưng mà ông này hiện tại đang tháo Luffy Inferno ra. Và ông ấy tháo Inferno ra nhưng mà ông ấy vẫn đang sở hữu một team meta mạnh nhất trước khi Inferno ra mắt anh em nhá. Đây chính là team meta mạnh nhất trước khi Inferno ra mắt. Để xem liệu Minh Cần với con Inferno lỏ 2244 12 điểm kỹ năng HP lại có thịt được ông Good Team Ohio 23 top 1 server không anh em ơi. Một like, một đăng ký kênh để ủng hộ vào kèo này nào.
để chơi được Sanji với Roger là chúng ta thật sự là phải tính toán quá nhiều thứ anh em ạ. Tính toán rất nhiều thứ luôn đấy. Quá là nhiều thứ luôn. Inferno một đấm này, hiện tại là Inferno tôi không chơi tốc anh em nhá. Chơi full dam rồi luôn. Ui giời ơi, không nên kích cắt nữa nhờ. 25 triệu. Ui giời ơi, dã man con ngàn được bạn ạ. Vừa rồi là phá không có lên kích từ điêu cơ ghiu quá đen rồi luôn. Khóa lan thằng con ba ghi về đội bạn rồi. Xin phép khóa lan thằng con ba ghi về đội bạn nhá. Nagapu. Đầu thế nhờ. Timo 2A lại 18 triệu được chưa? Rồi con Baggy nó lại giải được hiệu ứng rồi. Tuy là build ở lượng sát thương tối giảm nhưng mà Baggy của tôi vẫn Roger của tôi vẫn vụt được quả 18 triệu 19 triệu Sanji này. Đạp rất đau luôn anh em ạ. Tôi đang build cho Sanji có lượng attack cao nhất team nên là đạp rất đau thì cũng là điều hiển nhiên thôi. Ui Roger đoạn công ty này đau lắm đây này. 8 triệu 2 thôi. Một bắn vào Inferno. Thôi đừng nghiên kích nữa, đã hơn 4 triệu 3 lực chiến rồi ông lại còn nghiên kích nữa. Anh em nhớ, Roger với đội bạn chỉ... Ui dồi ôi, bà ghi đi rồi anh em ơi. Inferno, cho chúng nó về quậy nhiếp bàn đi. 12 triệu 4 này. Bật gear 4, à gear 5 đấm tiếp. 300 triệu nào. Gom nó bắt đầu. Black chứ cả. Hiện tại là Luffy của tôi đang chơi súng anh em ạ. Đang chơi khẩu súng. Chưa có chơi khẩu súng. 12 triệu 4 này đấm cũng được đấy. Cũng được gọi là nhiệt. Chết rồi, nè nó thả con này khả năng là bay hai con bên đội mình rồi. Bây giờ đi cũng đi rồi anh em ơi. Như vậy rồi đội bạn. Đầu thế nhở. Kamusari rồi luôn. Ui liên kích đi xin đây, sao lại không có liên kích. Ui anh em nhìn Kamusari ở bên tôi, Kamusari ở bên đội bạn. Nó khác nhau một trời một vực chưa. Mà mang tiếng là tôi đang build tối giản cho Roger đấy. Mà Roger của tôi còn đang chơi kiếm đấy nhá. 50 triệu. Trời ơi. Ui trời ơi, đùa với Inferno này. Theo anh em mà liệu tôi có thắng được không? Ui trời ơi. Đấy, chứng tỏ là con Roger lại build cái Haki. Tôi đang chơi cái Haki ấy cho Roger nhưng mà Haki Haki credit đêm credit red cho Roger. Này 50 triệu rồi, đấm top 1 hơn 4 triệu 3 lực chiến, 50 triệu anh em ạ. Như vậy rồi, cá ưng thế nhờ. Rồi luôn, nó bế đầu chơi của mình rồi. Thôi thôi đừng nghiên kích nữa. Rồi nó chết tôi rồi anh em, thì khả năng vẫn thua. Khả năng là vẫn bay màu chăng. Đội bạn có là bàn, đi trước. Đội bạn qua la bàn đi trước anh em ạ. Quả này phải đỡ được ulti của em Nen thì mới thắng được. Không là sẽ thua sấp mặt. 3 triệu này. Ua Luffy chưa tốc độ à. Thôi thôi thôi. Rồi luôn. Thế rồi thì đội bạn đi nhanh ý à. Ư thề. Ư thề. Rồi con Sanji không chết. Thế thì mày chết. Sanji của tôi không chết thì các bạn chết. Ui giời, không có nhiên kích à. Không có nhiên kích thì Luffy thì nó thể hiện khả năng của mình đi. Blacker 9 triệu 7 này. Rồi bay màu anh bạn kia 4 rồi. Shinzo Oto Pachuca. Ui 6 triệu 4 thôi à. Không có liên kích. Cài động sánh rau muống nhà nó. Rồi Sanji bây giờ mới mất last stand. Sanji bây giờ mới mất last stand à. Inferno. Inferno bật gear 4, gear 5 đấm tiếp. Anh trông cậy tất cả vào chú đấy. Bà nhú cà 9 triệu 8. Rồi luôn, bây giờ nó có liên kích thì khả năng là vẫn đuối nha. Ui giời ơi, nó hồi sinh bằng à. Ui giời ơi, thánh linh. Thánh nhinh anh em ơi. Thánh nhinh kìa. Sanji không có khả năng hồi miễn tử nhỉ. Nếu mà Sanji một khả năng hồi miễn tử thì nó lại ngon. Sanji mà nó có khả năng hồi miễn tử thì nó lại ngon quá anh em ạ. Lại bị giảm tốc. Cá
khê thế nhở. Chỉ với Sanji với cả Luffy thì khó, khó bế ông này rồi. Ba triệu tám à, không ăn thua lắm đâu bạn ạ. Cá ươn thế nhở. Ok, team meta anh em mình chỉ cần bỏ mỗi Luffy Inferno của nó khác hẳn rồi đấy. Rồi luôn, Sanji liệu có làm gì được không anh? 4 triệu 3 thì là trừ thủ rồi, không có liên kích. Bây giờ chỉ anh trông chờ mỗi chú thì Inferno ạ. Mấy ông top 1 như nào rồi, luôn 11 triệu rồi nha, trừ thủ con 3 DG rồi đấy. Sanji đã trừ thủ toàn bộ rồi đấy. Inferno cũng có trừ thủ luôn, 6 triệu 7 này, liên kích phát nữa đi xin đây. Không có liên kích nè. Ui giời, cái liên kích level 2 nó lỏng thế anh em ạ. Cái liên kích level 2 nó lỏng nên thế là cùng. Liệu có giải được hiệu ứng không? Rồi luôn, 70% thì vẫn giải bình thường. 70% ui giời, đấm gãy tay. Này chúng ta vẫn cần được có Roger các thứ anh em ạ. 10 triệu 3 này đấm vẫn cứ nhiệt bình thường nhá. Rồi Enen mất hết nội tại à, bây giờ nó hồi. Ờ nó hồi một lần rồi. Nó hồi một lần. Để xem nào. Đến cuối cùng mình có cắt tiết ở ông này không? Nếu mà bằng được chiến là anh em biết cái kết rồi đấy. Nếu mà bằng được chiến với nhau là anh em biết cái kết rồi đấy. Đấm khoảng 50 triệu mà không giải quyết được cái vấn đề rồi cơ. Ui giời, con kia nó hồi last stand liên tục. Con BG nó hồi last stand liên tục anh em ạ. Hồi lát tèn liên tục này. Không ngừng kích đấm này cái nữa nhỉ. Đây, chào này không thắng được nữa đi đúng hòa. Nếu còn săn gì để coi. Đấy, đội bạn cũng là liên kích liên tục. Rồi, rào cuối cùng của trận đấu đây. À đâu, còn một rào 15 nữa. Nhưng mà đen đen nó vẫn còn nhiều nội tại lắm. Làm gì phải đạp bục hết cái nội tại rồi luôn. Con kia chết rồi anh em ơi. Con BG chết rồi, liệu Luffy có giết chết Enen giống như trong bộ truyện One Piece sự à đâu, không giết được Enen anh em ạ. Enen chỉ không biết là đã đấm đứt Enen chưa. Đấy là đấm chiến thắng Enen thôi. Mà tôi chưa biết là Enen đã đứt hay là chưa. Bây giờ Enen nó vẫn chưa đứt anh em ạ. Nó vẫn đang ở trong cái nội tại nhà tránh 60% của mình. 9 triệu 4 này. Speed down luôn. Bây giờ giết được Enen không? Không có liên kích. Xin đấy, lên đường, hộ tôi cái. Cái kết nó phải úi giời ơi, 15 round 241 triệu, xin phép bế toàn bộ đội bạn đi ạ. Cho nó mát, quá kinh khủng. Ok, clip này khá dài rồi, xin được kết thúc ở đây anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em vào kèo Enen nữa. Bye bye, nhớ like và đăng ký kênh cho quả kèo siêu phẩm nhá. Tạm biệt anh em.